chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy tăng không đọa súc sanh. Chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy pháp rồi, chúng sanh quy tăng rồi, tiêu trừ nghiệp chướng khổ, giao duyên với Đức Phật. Lỡ có mất đi thân mạng này xin đừng oán hận, mà hãy tự tại giải thoát đến thế giới tốt đẹp hơn. Như em nói mẹ của em đó không? À, con tôm này xuống nước nó que que càng dữ quá. Dạ. Rồi mấy anh tích là anh tỉnh lại, anh bắt đầu anh đi nè. Đó. Tôm tích thì em đi mua cá cho rái cá ti ti ăn á, thì trong số cá chết đó có được hai con tôm tích sống. Những con này nó có ý chí sức khỏe rất là mạnh. Hai tôm tích con nó tỉnh lại rồi, nó đi rồi đó. Còn ở đây là những cái con tôm chì, tôm càng, tôm bầu. Tôm chì thì để coi nó có tỉnh lại hay không nha. Mọi người hôm nay sẽ coi với em coi như em nói đúng không, có bao nhiêu con tôm chì nó sẽ tỉnh lại. Với cái size lớn này thì tôm chì nó cũng khó sống, bởi vì nó đến tuổi già của nó rồi. Rồi, con nào tỉnh lại thì đi ha, còn chết thì chịu nha. Mấy bé ráng tỉnh lại nha. Ti ti không? Ti ti là được huấn luyện là chỉ để phóng sanh thôi. Em ấy là rái cá phóng sanh, sống là nó tha, mà chết là nó hốt. Nắng quá mọi người, em đi vô cái chỗ này em né cái. Em xin phóng sanh hết số tôm này hồi hướng cho gia đình của mình á.